Thanh Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, trên thế giới này có rất nhiều người, thời gian và lý do của mỗi người khi đến với thế giới này đều không giống nhau. Quỹ đạo cuộc sống của mỗi người trên thế giới này cũng không giống nhau. Có một số người có thể để lại một nét bút sâu đậm và tinh tế cho cuộc đời này. Cũng lại có một số người thì cả đời tầm thường, không có một dấu ấn, không một chút tên tuổi. Thậm chí còn có một số người cả đời cực kỳ thất bại, suốt ngày chỉ sống mơ mơ màng màng, giống như là chỉ đi đến thế giới này để dạo chơi mà thôi. Cuộc đời thì không có bất cứ thành tựu gì, sẽ không có ý nghĩa gì cả. Dù chỉ là những thành tựu ấy to lớn với bản thân mình thôi cũng được. Ít ra thì chúng ta sẽ cảm thấy bản thân đã làm được một điều gì đó đáng tự hào. Nhưng muốn thực hiện giá trị của bản thân thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cần phải có sự nỗ lực của bản thân mỗi người. Nhân sinh tại thế, đến tuổi 50 mà còn không biết tránh xa năm nơi này thì quả là đáng tiếc, đáng hận. Năm nơi ấy là gì? Là những nơi nào? Mời quý vị cùng tham khảo. Người đến tuổi 50 tuyệt đối không đến năm nơi này, biết sớm để mà tránh. Thứ nhất, chỗ ăn nhậu. Khi đến tuổi 50, nếu như chúng ta vẫn còn thường xuyên tham gia tiệc tùng với những người bạn ham chơi, không lo làm ăn, vậy thì không kịp để sửa đổi nữa rồi. Các bữa nhậu có thể sẽ giúp chúng ta giảm bớt áp lực trong cuộc sống, hoặc là giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ xã hội với đồng nghiệp hoặc bạn bè xung quanh. Nhưng đến độ tuổi này thì chúng ta đã không còn là thanh niên trẻ tuổi nữa. Hầu hết mọi người ở độ tuổi này đều đã có gia đình của riêng mình rồi. Là một trụ cột trong gia đình, chúng ta cần phải suy nghĩ cho người khác, làm tốt những việc mình nên làm trong gia đình mới được xem là thực hiện giá trị của bản thân. Nhưng nếu như đến tuổi này rồi mà chúng ta vẫn tích cực đắm mình trong những bữa tiệc không cần thiết như vậy, cùng với sự gia tăng của tuổi tác, chúng ta sẽ càng ngày càng mơ mơ màng màng, mỗi ngày chỉ lo vui chơi mà quên mất việc thực hiện giá trị bản thân. Lâu ngày rồi, tự nhiên sẽ lãng phí thời gian của cả một đời mà chúng ta vốn dĩ có thể dùng để nhận ra ý nghĩa của sinh mệnh. Vì vậy, chúng ta chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Khi đến tuổi 50 rồi thì không nên lưu luyến những bữa tiệc ăn uống vui chơi nữa, mà hãy lựa chọn nâng cao bản thân, thực hiện giá trị của bản thân. Chỉ khi chúng ta biết thương tiếc sức khỏe của chính mình, tránh xa những cuộc xã giao vô bổ đó, thì mới có thể nhận thức được bản thân tốt hơn, từ đó thực hiện được giá trị của sinh mệnh. Thứ hai, nơi thị phi. Trong cuộc sống luôn có không ít những chuyện thị phi, nhưng chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách thị phi vào trong tai, không nghe thành không có. Đối với những chuyện thị phi nhỏ nhặt không đáng kể, thay vì tranh cãi đánh nhau thì chi bằng không để ý còn hơn. Đời người mấy khi được giả ngốc. Đối với chuyện thị phi của nhà khác thì lại càng phải giữ im lặng. Nhà nào cũng có những vấn đề khó giải quyết. Chuyện của gia đình người ta, bản thân mình cũng không hiểu rõ, mà cũng không liên quan đến mình. Không ai hy vọng chuyện xấu trong nhà mình bị người khác biết. Nếu nói thêm vào, ngược lại còn khiến người ta phản cảm. Vì vậy, tốt nhất không nên đến những nơi thị phi để tránh vô tình nói những lời không hay, làm mất tình cảm với người khác, hoặc có thể gây ra rắc rối không đáng có. Thứ ba, nơi mọi người tranh giành. Đừng làm chuyện lợi ích lâu dài, đừng đến nơi mọi người tranh giành. Một chuyện có thể mang lại lợi ích lâu dài thì không nên làm, bởi vì những chuyện nhìn bề ngoài tưởng rằng có cơ hội thương mại bất tận, kiếm hoài không lỗ, thì đằng sau chắc chắn sẽ ẩn chứa một cái bẫy rất lớn. Một chút bất cẩn là có thể thua sạch toàn bộ. Đừng đến những nơi mà mọi người đều có ý muốn tranh giành, bởi vì những nơi như thế chắc chắn là mục tiêu mà mọi người đều nhắm vào, đầy rẫy những cuộc đấu đá công khai, mờ ám. Nếu không có quyết tâm rất lớn và năng lực mạnh mẽ thì rất dễ bị thất bại và tổn thương. Bước sang tuổi 50, đối với phần lớn mọi người mà nói, dù là tinh thần hay là thể lực thì cũng đều không giống như lúc còn trẻ nữa. Không thể ham hư vinh, không thể so đấu đá được nữa.
chỉ có thể so sự điềm tĩnh, thỏa đáng, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, chưa chắc chúng ta có thể chịu đựng nổi những điều mệt mỏi. Thứ tư, khu vui chơi giải trí hoan lạc. Có một người lớn tuổi từng nói rằng, con người sống trên đời không thể mãi mãi cứ vô tư vô ưu được. Chúng ta muốn thực sự hòa nhập với cuộc đời là phải để bản thân cảm nhận được sự chân thực của thế gian. Đúng thật là như vậy, mỗi một người đến với thế giới này cũng đều như vậy. Người nào cũng phải trải qua những cái khổ của cuộc đời. Không ai có thể hưởng an vui và hạnh phúc mãi mãi. Mà trong cuộc đời này, không phải lúc nào cũng chỉ có vui chơi giải trí mà không có khó khăn đau khổ. Khi đến tuổi 50, chúng ta không thể cứ suốt ngày lui tới các quán karaoke hoặc các địa điểm giải trí. Mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến vui chơi giải trí mà phớt lờ cuộc sống. Khi chúng ta bước đến tuổi 50, nếu như vẫn còn thường xuyên lui tới những địa điểm vui chơi giải trí như là quán karaoke, quán bar suốt ngày chỉ muốn vui chơi, vậy thì đừng nói là thực hiện giá trị của sinh mệnh, mà sợ rằng ngay cả một cuộc sống có ý nghĩa cũng không thể có được. Cách sống này đương nhiên không được xem là lành mạnh, vì vậy chúng ta nhất định phải từ chối những hành vi đắm chìm vào vui chơi giải trí. Không lui tới các quán karaoke nữa thì sẽ không say mê giải trí nữa. Như vậy, chúng ta có thể thực sự quay trở về với cuộc sống thực tế, nhìn thấy khói lửa, nhìn thấy tương lai, bằng lòng cố gắng để thực hiện giá trị của bản thân. Thứ năm, sòng bạc. Nếu như chúng ta bước đến tuổi 50 rồi mà vẫn còn say mê tiền bạc, mỗi ngày đều nghĩ đến cách kiếm tiền không thực tế, vậy thì chúng ta nhất định phải suy ngẫm lại thôi. Trên thực tế, bất luận là ở độ tuổi 50 hay là ở bất cứ độ tuổi nào đi nữa, chúng ta cũng không nên đam mê bài bạc. Độ tuổi 50 là độ tuổi mà một người đã đủ trưởng thành rồi. Chúng ta lại càng phải ý thức được giá trị tất yếu mà mình đến với thế giới này. Không thể mỗi ngày đều nghĩ làm sao để kiếm tiền một cách dễ dàng, kiếm tiền bằng trò may rủi. Đó là kiểu kiếm tiền không thực tế nhất. Phải biết là trên đời này không bao giờ có bữa ăn trưa miễn phí, cũng không có người nào hoàn toàn dựa vào cờ bạc mà thành công cả. Sau khi bước qua tuổi 50, chúng ta cần tỉnh táo để nhìn rõ năng lực của chính mình, làm việc một cách chắc chắn, trong lúc thực hiện giá trị của bản thân, đồng thời cũng có thể cống hiến cho xã hội. Quý vị thân mến, cuộc sống vốn không dễ dàng, vì vậy chúng ta nên quẳng gánh bi ai, nghênh đón vạn điều với tâm trạng thoải mái, hân hoan nhất. Như vậy, cho dù tương lai có là mưa gió hay là cầu vồng, bạn sẽ vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất. Nhân sinh tại thế, 10 phần thì có đến 7-8 phần không như ý. Đường đời hiểm trở gian nan cũng khiến người ta dễ dàng ngã lòng và lạc lối. Mỗi một lần khảo nghiệm tượng trưng cho một lần học tập, học được từ trong những thống khổ sẽ nhận lại được sự bù đắp. Đó mới là trọng điểm của nhân sinh. Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì? Có người nói thản nhiên, có người nói khéo léo. Thật ra, cách sống tốt nhất của một sinh mệnh chỉ nằm ở 4 chữ, đó là sống thuận theo tự nhiên. Tuổi 50 trở đi, muốn sống thuận theo tự nhiên thì cần phải buông bỏ những điều sau. Thứ nhất, lòng oán hận. Oán hận khiến chúng ta không thể nào hưởng thụ những niềm vui của hiện tại. Khi những cảm xúc oán hận được tích tụ lâu ngày, rất có thể sẽ biến thành trầm cảm và bất an. Nghiên cứu y học chỉ ra rằng, khoan dung có thể mang đến một mối quan hệ giao tiếp lành mạnh, làm tinh thần thăng hoa lên một bậc cao hơn, giúp giảm bớt lo lắng và áp lực, làm giảm huyết áp, giảm bớt nguy cơ lạm dụng thuốc và rượu. Thứ hai, lấy lòng tất cả mọi người. Trong cuộc sống, chúng ta luôn hy vọng được người khác chấp nhận và yêu thích. Ngoài ăn nói khéo léo ra, cũng khó tránh sẽ dùng một số kỹ xảo để khiến người khác yêu thích mình hơn. Đặc biệt là ở trong xã hội, đâu đâu cũng cần có mối quan hệ quen biết. Nhưng sau khi bước qua tuổi 50, cũng là lúc nên từ bỏ suy nghĩ đi lấy lòng người khác. Tuy là có nhiều lúc muốn nói không, thực sự rất là khó,
Nhưng cuộc đời là của riêng mình, không còn quá nhiều thời gian để đi lấy lòng cả thế giới nữa rồi. Thứ ba, theo đuổi sự thành công của công việc. Định nghĩa thành công có rất nhiều phương diện, nhưng phần lớn mọi người đều đem nó định nghĩa thành sự thành công trong công việc và sự nghiệp. Chỉ có điều là dù giàu có, nhiều quyền lực cũng không thể mua được hạnh phúc đích thực. Bước sang tuổi 50 chính là thời cơ tốt để cuộc đời bạn thay đổi quan niệm. Nhìn con cái vui vẻ trưởng thành có thể làm cuộc sống trở nên ngập tràn tình yêu. Ai nhìn thấy bạn cũng phải nở nụ cười. Đó là định nghĩa của thành công ở một mức độ khác. Thứ tư, bi quan. Có thể nói sự bi quan là trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc. Bởi vì nếu bạn luôn đối mặt với mọi người và mọi thứ trong cuộc sống bằng thái độ bi quan, thì ngay cả khi xung quanh bạn là tiếng hoan hô cười nói, bạn vẫn sẽ cảm thấy buồn bực. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Đến tuổi 50, hầu hết người ta đều đã trải qua nóng lạnh, buồn vui của đời người, nên sẽ càng thêm hiểu được. Cuộc sống có những việc đôi khi chính mình cũng không thể lựa chọn, nhưng tâm tình của bạn là do chính bạn kiểm soát.